tiếp B. Thể sơ sinh thì nếu mà biểu hiện ở sơ sinh thì thường nó rất nặng, tử vong lên tới 50%. Và những cái trường hợp này có thể chúng ta phát hiện được trong bào thai. Và cái thể nhẹ ở người lớn thì thường là chịu đựng được lâu ha. Phát hiện khi mà bệnh nhân có những cái biến chứng rối loạn nhịp thì mới phát hiện. Những thể nhẹ này là chúng ta phát hiện tình cờ khi bệnh nhân mà đi khám sức khỏe tổng quát, đặt ống nghe lên cái nghe cái âm phổi. Thì những cái người đó thì hiện nay những cái tranh cãi rất là khác nhau. Có người thì thôi, nếu hở ba lá nhiều quá thì những cái khuyến cáo là thôi sửa để cho mình làm cho cái diễn tiến cho cái tim khỏi giãn nữa. Nhưng mà có người thì kêu hồi giờ họ cũng đang sống hòa bình như vậy, chúng ta đừng có đụng vô làm gì. Tại vì đụng vô những cái bệnh đó, cái bàn ba lá thực ra sửa xong thì không bao giờ nó kín hoàn toàn được hết, nó cũng hở lại. Mà khi mà chúng ta mổ cái bàn mổ một cuộc mổ như vậy thì bệnh nhân sẽ cũng chịu tác động nguy cơ tử vong một cuộc mổ, rồi cũng có chịu biến chứng của nó nữa, tại chúng ta phải xẻ trên bị phải để chúng ta mới sửa qua, thì nó cũng gây ra rối loạn gì. Cái đó là còn còn những cái tranh cãi rất là nhiều trong cái bệnh như vậy nha. Là tôi đã chứng kiến một bệnh nhân là tới đây khoảng 27 tuổi nữ, phát hiện tình cờ ra như vậy, mà là giáo viên dạy thể dục thể thao. Xong rồi thì cô này cũng vô cho ra hội chẩn, mà tại vì cũng muốn có chồng và có con, cho nên là cô nói là có nên mổ sửa cái van đó trước khi có thai hay không. Chứ nếu mà lỡ khi mà có thai thì không có đủ sức sinh con. Sau cái hội chẩn thì mới quyết định là cho cổ làm cái điện tim gắn sức. Thì coi khả năng gắn sức như nào thì thấy cổ chạy rất là tốt, hơn 10.3 mà thì ba cháu máy chạy hỏi cổ cơ cũng chạy bình thường. Xong vậy thì mình cứ để như vậy tiếp tục cái cổ sinh thường được mà. Chẩn đoán trên siêu âm thì đây là cái chẩn đoán sau sinh, chỉ có nhắc lại cái gì là bình thường hay cấu trúc của bốn buồng tim. Thì chúng ta để ý là tim bên phải đây cái bằng ba lá, bằng hai lá bình thường nó có một cái độ trên nha. Cái độ trên này nó ít, chứ nữa mình sẽ coi cái chỉ số bình thường nó là bao nhiêu. Thì cái bằng cái nhận diện của cái tim phải và tim trái thì các chị về đọc thêm, nhưng mà tôi nhắc lại là cũng là một cái đặc điểm để mình nhận diện, đó là cái bằng ba lá nó hơi thấp thấp từ phía mỏ, sau đó bằng hai lá là cái đặc điểm nhận diện. Hoặc là cái mình cắt ngang qua mình thấy cái bằng hai lá là đã hai mảnh, còn phân ba lá thì nó ba mảnh nó ghép lại ha. Và đặc biệt là ở trong cơ thất phải ở mỏm nên có cái dải dải cơ bè ở đây mà mùi cho bên đó, nó khác như là cái lòng của cái thất trái thì nó trơn láng, và cái tim bên phải thì nó dạng một cái hình tam giác, cái này nó dạng cái hình hình giống như là biểu tạng như thế ha. Những cái đặc điểm mà để nhận diện của tim phải tim trái. Như vậy để chẩn đoán cái siêu âm thì mình thường là mình thấy dịch chuyển vòng van ba lá từ phía mỏm, mình đo khoảng cách từ vòng van ba lá giải phẫu đến chỗ gắn kết của cái lá van, tức là để dễ hiểu thì mình lấy cái vị trí của cái van hai lá coi như là cái móc chỗ đó, mình đo đến cái chỗ mà cái van ba lá nó bị dính đó, nó còn cử động được đó. Thì cái khoảng cách này bình thường là dưới 8 mm trên một mét vuông da. Cái độ trên hai van hai lá ba lá mà ở trẻ em đó là 10, trẻ lớn 15, người lớn đến 20, thì là mình nghĩ tới bệnh F-style. Mình đánh giá phần nhĩ hóa của thất phải, đánh giá phần thất phải chức năng còn lại và mức độ giãn của nhĩ phải. Còn ở trong bào thai thì như thế nào? Thì hiện nay thì chúng ta cũng chưa có một cái tiêu chuẩn rõ ràng về cái con số như là người trưởng thành như vậy. Nhưng mà dựa theo các cái con số bình thường thì người ta ghi nhận là đối với cái tuổi thai mà 3 tháng giữa thì cái độ trên giữa van hai lá ba lá là trung bình là dưới 4 mm, còn cái 3 tháng cuối là trung bình là nó dưới 6 mm. Mình biết cái giá trị bình thường nó như vậy. Nếu mà nó trên giá trị bình thường thì mình phải nghĩ đối với một trường hợp ở van ba lá mà có trên cái lượng đó thì nó không nhìn tới bệnh nhân sai nha. Còn ở sau sinh thì người ta làm nghiên cứu rất là nhiều, thì người ta thấy là đối với người bình thường đây ha, cái độ trên của van hai lá ba lá đây người ta lọ ha, độ trên giữa van hai lá ba lá cái chỗ này, người ta lấy cái điểm cái chỗ bám của van hai lá đây, người ta đo
cái khoảng cách cái vạch ba đá nó cử động được ngay chỗ cái vạch liên hết á ha. À, thì người ta đo cái đoạn này à, người bình thường của mình người ta chia ra là dưới 8 mm trên một mét vuông da ha. À, thông liên nhĩ thì cái khoảng cách hơi lớn hơn một chút xíu nhưng mà nó bằng dưới 8 ha. Ở vạch ba đá của người bình thường thì nó cũng như vậy, nó không có nhau, chỉ có những bệnh nhân khác sai thì chúng ta thấy cái cách điều rất là lớn ha. Thì đó là từ những nghiên cứu của trường học sàng người ta mới đưa ra các chỉ số bình thường như vậy. Đây một cái van ba lá bình thường thì nếu chúng ta đo cái khoảng cách giữa van hai lá ba lá này bình thường thì dưới 8 mm trong vuông da, còn đối với trường hợp cụ thể này người ta đo là 23 mm nhưng mà diện tích da là 1.5 thì chia ra là 15.3 mm trong một vuông da, đó là cái tiêu nó phù hợp với điều chúng ta đang nói cái bệnh hairstyle. À, các cái dấu hiệu khác thì nó là những năng cực phát trên thấp, thì do khoảng 1/3 trường hợp là có hội chứng kích thích sớm và có hội chứng xui tăng chỉ số tim ngực hay tắc trái nhỏ trong bào thai thì mình cũng có thể thấy phù nhau thai phổi rất lên ngược ở trong ống động mạch, có nghĩa là máu không bơm đủ lên trên cái động mạch phổi cho nên là nó cũng tưới ngược từ ống động mạch nó tưới ngược cho động mạch phổi. Các bệnh kèm là thông liên nhĩ nhắc lại cũng khá là nhiều ha, thông liên thấp thì ít. Tắc nghẽn đường đa thất phải rồi có hẹp vành hoặc là không có vành mạch phổi, có động mạch hẹp eo mạch chủ và bất thường tim trái. Đây là cái điện tim của em bé ha, thì chúng ta thấy có thể có những cái sóng đèn ta dấu hiệu của hội chứng quanh mạch xung quanh. Và trên X-quang thì chúng ta thấy đặc biệt ở trẻ sơ sinh, nếu chúng ta chụp cái hình X-quang chúng ta thấy có ống tim rất là lớn nhưng mà tụ mạch phổi giảm thì trong đầu chúng ta phải nghĩ lại cái nó bị hairstyle. Đây cái vòng van ba lá bình thường ở vị trí này, đây cái lá mắt nó bị bám sát này, ngắn ra như này. Nếu mà chúng ta cắt, cắt ngang, mà cắt ngang nhiều khi chúng ta bị nhỏ sót, chúng ta phải cắt mà cắt bốn buồng. Bốn buồng thì chúng ta thấy là cái van ba lá hở rất là nhiều. Và một cái đặc điểm nữa chúng ta cần phải để ý là chúng ta sẽ so sánh giữa cái vị trí đóng của cái van ba lá và cái van hai lá này, van ba lá này thì thông thường nếu mà hở van ba lá ở trẻ bình thường thì cái vị trí hở nó sẽ xuất phát gần tương đương với nhau, còn khi đó trong bệnh F-style thì chúng ta sẽ thấy cái điểm xuất phát điểm hở nó nằm sâu ở trong lòng thất phải, đôi khi chúng ta thấy nó xuất phát ngay trong cái mỏm thất phải luôn ha. Đây chúng ta sẽ thấy này cái hình ảnh của cái bên này là tim trái nên nó bị hơi bị đè lớn quá, còn bên trên phải này chúng ta thấy rất là lớn, đặc biệt là cái nhĩ phải, thì cái phần này là cái phần nhĩ phải bình thường này, cái này là nhĩ hóa của thất phải, nhưng còn cái thất phải còn lại là rất là nhỏ. Thì nhờ cái hình minh họa của cái người trưởng thành thì chúng ta thấy là chủ yếu cũng là các bốn buồng, thì chúng ta thấy là cái lá bắp gần như là bị dính, dính trong cái trên cái thành thất này, chỉ có lá trước là cử động rất là tốt ha. Và cái điểm hở của cái van ba lá thì nó sâu trong lòng thất phải. Chúng ta đo khoảng cách giữa van hai lá và ba lá dưới sườn chúng ta cũng có đặc biệt ở những cái bệnh F2 á, các chị cần để ý là thông thường mình phải cắt bốn buồng nhưng mà chúng ta phải đưa ra sau một xíu thì cái độ bám dính vào cái thành vách liên kết nó mới nhiều. Chứ nếu mà chúng ta đưa ra trước á, thì cái độ dính nó cũng chưa có nhiều. Thường nó dính ở phía sau và phần sau của lá bắp. Cái dòng thở chúng ta thấy là ở trong lòng nó phải. Chúng ta đo cái khoảng cách của van hai lá và lá. Một cái bệnh khác F-style thì chúng ta thấy là cái tim phải rất là lớn, nhìn vô chúng ta thấy một cái bóng tim khá là lớn ha, ở thai này 24 tuần, cái tim trái nhỏ, tim phải rất là lớn và chúng ta thấy là cái van ba lá này nó có vẻ như nó dính vào cái thành tim và chúng ta để cái dòng màu vô thì chúng ta thấy cái dòng màu nó ở ngay sâu trong lòng của thất phải chứ không phải là ngay cái chỗ vị trí quan bình thường. Và chúng ta cắt cái này là cái khung động mạch chủ, chúng ta đo cái tỷ lệ tim trên lòng ngực ha, lúc này là gần 0.5 rồi. Cái tỷ lệ cái đầu vào mắt của chúng ta khi chẩn đoán cái bệnh F-style trong bào thai, nếu
biểu hiện trong hòa tai thì thường là một cái ống tim lớn, cho nên rất là dễ chẩn đoán. Cái tỷ lệ này nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ phát hiện nhiều, tại vì chủ yếu của nó là ống tim lớn, rồi sau đó chúng ta mới đi tìm cái lý do của ống tim lớn thì chúng ta sẽ thấy. Cái hình ảnh này nếu mà chúng ta để ý này ha, cái này là cái tim bên trái, cái này là tim bên phải, thì cái van hai lá nó khá bình thường ở đây, trong khi đó cái van ba lá thì thấy không, nó dính. Cái mới đầu mình cũng tưởng cái vòng van ba lá là ở trên đây chứ, nhưng mà không phải như vậy, nó tuốt ở dưới dưới cái vùng mỏ của sách phải này ha. Là thấy cái van ba lá là cái vùng mỏ này. Đấy là nhìn vô là mình thấy đầu tiên là cái bóng tim lớn, mình thấy cái khoảng cách giữa van hai lá và lá này rất là lớn nha, và cái dính của các cái lá của van ba lá vào trong cái thành thất phải. Và chúng ta bỏ lớp lơ màng rồi thì chúng ta thấy cái dòng thở nó sâu ở trong lòng của cái thất phải đó ha. Đó là các đặc điểm mà nhận diện để chúng ta nói về thất phải. Nhưng mà nếu mà nãy mình nói là đối với một cái trẻ mà sau sinh đó thở van ba lá nặng thì trên 50% là bệnh nhân sai. Còn nếu mà trong bào thai nhé, mà mình thấy ở van ba lá nặng thì trên 80% đó là bệnh nhân sai. Cho nên là mình thấy một ống tim lớn ở van ba lá. Mà nếu để ý kỹ nữa mình coi cái cử động của lá van nữa thì mình sẽ chẩn đoán bệnh nhân sai nó dễ, chứ không phải là có. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta cắt lên ba mạch máu thì chúng ta thấy cái động mạch chủ lớn nha, trong khi đó mạch phổi chi nhánh này nhỏ xíu mà ha. Ở trong bào thai mà chúng ta thấy là kích thước động mạch phổi nhỏ hơn động mạch chủ là coi chừng là bị hẹp van mạch phổi rồi đó. Tại vì bình thường khi chúng ta sử dụng là động mạch phổi thường là nó lớn hơn mạch chủ ha. Thì cái sinh lý bệnh của nó thì chúng ta cũng biết rồi, là do cái hệ thống tả nhiều quá nó bơm ngược lại thì phải hết nó lên động mạch phổi kém, rồi kém cho nên là động mạch phổi bị thiểu sản. Thì cái hiện tượng đó nó gọi là no flow no growth, không có dòng chảy thì không có phát triển. Thì chúng ta cắt cái cung động mạch chủ, đây là cái cung động mạch chủ thì ở ngay chỗ cái cung động mạch chủ chỗ vùng này vùng eo này thì chỗ này gọi là ống động mạch, đúng không? Thì chúng ta thấy ống động mạch nếu bình thường đó là nó phải đi ra động mạch chủ thì nó phải màu xanh, đây nó hướng vô cái ống động mạch nó có màu đỏ này ha. Như vậy thì cái động mạch phổi này nó cũng cái thất phải nó không có cung cấp máu đủ cho cái động mạch phổi, cho nên là máu nó phải tiến ngược qua ống động mạch này nha. Như vậy là chúng ta cũng có thể cắt ba mạch máu để chúng ta coi hiện tượng đó, mà là chúng ta cắt dọc của động mạch chủ mà chúng ta thấy được phần máu động mạch này, chúng ta cũng suy luận được cái hướng dòng chảy trong cái động mạch phổi. Cái động mạch phổi chúng ta thấy càng nhỏ hơn cái van, mình nhìn là bây giờ là không thấy nó hoạt động này, nó dính cái lá van này nó dính lại luôn. Thì trong bệnh ép sai người ta có phải chẩn đoán phân biệt đó là không đổ van động mạch phổi này là cơ năng hay là thực thể. Tại vì có khi là cái van nó đáng lẽ là nó vẫn còn đóng mở được, nhưng mà do cái thất phải nó không có bơm máu đủ cung lượng để nó mở cái van tim nó được. Thất phải nó bơm lên một cái nhưng mà bị hở van ba lá nó xịt ngược về về như phải hết, nó không có lên động mạch phổi nổi. Đó thì bây giờ làm cách nào để mình chẩn đoán phân biệt giữa hai cái tình huống, là một là cái van bị dính rồi nó không có tự mở ra được cho nên là máu nó không bơm lên được. Trường hợp thứ hai là van nó còn hoạt động nhưng mà thất phải không bơm lên được. Tại vì cái trường hợp đó ở sơ sinh nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta chẩn đoán là không đổ van động mạch phổi chức năng, có nghĩa là do cái kháng lực của động mạch phổi mà cái thất phải nó bơm chưa đủ cho nên là chưa có mở cái van được, thì chúng ta có thể chờ đợi, chúng ta bằng cách đó là truyền prostaglandin để cho máu nó cung cấp qua cái động mạch phổi để bé nó sống giai đoạn đầu. Rồi sau đó khi một thời gian khi mà kháng lực động mạch phổi nó giảm xuống, thất phải bắt đầu nó hoạt động được thì nó sẽ bơm máu lên, thì chúng ta sẽ tránh được cái cuộc mổ làm đó. Còn nếu mà chúng ta chẩn đoán ngay từ đầu là nó bị không đổ van động mạch phổi thực thể thì bắt buộc chúng ta phải mổ đó lắm rồi, đúng không? Chúng ta phải cắt tăng thêm cái lượng máu lên phổi. Thì dấu hiệu nào để người ta dùng để người ta chẩn đoán phân biệt giữa hai cái tình huống này, các anh chị tìm mặt cho ý kiến nữa. Sáng sớm vô.
thì bây giờ mình thấy một cái cái lớp lên ngược nó vô trong mặt mình như vậy thì bây giờ làm sao mình cũng chắc được cái bảo mật ống này đi bỏ cái lớp nào vô có dấu hiệu nào mà giúp cho mình chẳng đoán không? Thì chúng ta để cái lớp lên thì chúng ta thấy lớp lên được trong cái phổi thì chúng ta cần phải tránh nó phân biệt trong cái trường hợp ở van co lá ở thai nhi ha. Thì những cái trường hợp ở thai nhi nếu mà van co lá nhẹ thì cũng coi như là bình thường bởi vì người ta ghi nhận là trong bào thai thì cái tim phải hoạt động khá là nhiều cho nên là nó ở thông thường mà chúng ta siêu âm thì có thể là nếu mà phân độ theo người lớn của mình là 1:4, 2:4, 3:4, 4:4 thì dựa vào cái độ lan của cái dòng thở á thì thường là thông thường nó còn 1:4 là chấp nhận được ha, coi như là bình thường. Sao chúng ta chẳng có phân biệt với lại là thường tiên bẩm sinh có loạn sản của anh ba lá cái loạn sản của anh ba lá này thì nó chúng ta cũng khá là thường gặp ở trong bào thai mà phải phân biệt với bệnh sai, tức là trong tim ở trong bào thai thở van ba lá thì chỉ có hai dạng bệnh chủ yếu thôi, thở van ba lá nặng, một là sai, hai là loạn sản van ba lá thường là vậy. Còn những cái bệnh khác ví dụ như là bệnh tim bẩm sinh mà có tắc nghẽn đường ra của thất thất phải, ví dụ như là hẹp van động mạch phổi nặng thì nó sẽ làm cho cái van ba lá nó phải nhiều hơn. Nhưng mà đặc điểm của những cái bệnh này là khi chúng ta đo như vậy cái vận tốc của van ba lá mà dòng thở rất là cao. Trong khi đó nếu mà mình loạn sản van ba lá hoặc là bệnh ép sai thì mình đo cái vận tốc của dòng thở này nó khoảng 3 m/s, 3 m/s thì là tại vì cái áp lực ở trong lòng thất phải nó còn xung quanh khoảng 40-50 mình biết là sinh lý bình thường đó. Cho nên là cái dòng thở nó còn nếu mà trường hợp mà nó bị hẹp van động mạch phổi nặng á thì chúng ta đo cái vận tốc này nó có thể lên 4-5 m/s. Bệnh tim bẩm sinh mà có gây ra những cái thở van ba lá từng lúc hoặc là quá tải về thể tích, tức là các vùng tim nó giãn ra, bệnh cơ tim giãn nở rồi vân vân thì cái tạo tim nó khép động kính thì nó gây thở là chuyện bình thường ha, hoặc là tim nó không có chén. Những cái yếu tố nào mà gây ra tử vong ở sơ sinh thì thứ nhất là chúng ta thấy nếu mà những em bé mà nó có phù trong thai nha thì tử vong sơ sinh rất là cao. Rối loạn chức năng của thất hoặc là cái tim nó quá là lớn thì người ta dùng cái chỉ số là số là Selenage Index, chúng ta đo ở mặt cạnh bốn buồng ha, người ta sẽ tính cái chỉ số này, người ta lấy cái thất phải cái nhĩ phải cộng cho nhĩ hóa của thất phải chia cho cái phần còn lại, nếu mà giá trị này lớn hơn 1 thì nó là cái dấu hiệu tiên lượng xấu trẻ sơ sinh. Thì cái ta ví dụ như hai đứa trẻ, một đứa trẻ là sai đây, trẻ sai thì cái nào sẽ tiên lượng xấu hơn ha? Thì cái chỉ số này là người ta lấy cái màu đỏ đây, tức là diện tích của nhĩ phải cộng cho diện tích của nhĩ hóa thất phải này chia cho cái phần màu vàng còn lại đây nha. Cái tỷ lệ này ở đối với cái này là ta thấy nhỏ hơn 1, còn đối với cái này ta lấy cái diện tích của nhĩ phải cộng cho nhĩ hóa của thất phải chia cho diện tích phần còn lại thì lớn hơn 1 rất là nhiều. Như vậy thì người ta thấy đối với cái trường hợp mà cái chỉ số Selenage Index này lớn hơn 1 thì cái nguy cơ tử vong nó rất là cao, thì đó là cái chỉ số mà để tiên lượng mà để sơ sinh, nhưng mà tôi nghĩ cũng có thể áp dụng trong bào thai. Nhưng mà trong bào thai thì nó dễ lắm, chính xác thì chỉ cần đo cái chỉ số tim trên lồng ngực ấy, mà nó lớn hơn 0.6 thì cái nguy cơ tử vong nó rất là cao. Thì cái chỉ số Selenage Index này người ta chia làm 4 cấp độ ha. Cấp độ 1 là nếu mà nó nhỏ hơn 0.5, cấp độ 2 là từ 0.5 cho tới 0.99, cấp độ 3 là từ 1 cho tới 1.49, cấp độ 4 là trên 1.5. Đây là ngay thời điểm sơ sinh thì người ta mới thấy là nếu mà ta tính cái điểm này
giữa 0.5, 0.5 với 1, 1 với 1.5, 1.5 lớn, 1.5. Còn ngay chỗ điểm 3 này thì ta chia ra là có tím hay là không có tím. Nếu mà có tím cộng hoặc là điểm 3 điểm, tức là tỷ lệ cái 1 với 1 từ 1 trở lên mà có tím, tỷ lệ đó lớn hơn 1 có tím thì tỷ lệ tử vong sơ sinh là 100%. Nếu em bé sinh ra mà tím và nét sai mà cái chỉ số CMGX lớn hơn 1 mà có tím mà là nguy cơ tử vong là 100%. Còn ở trên đó thì cái tỷ lệ nếu mà nhỏ hơn 1 đó, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ sống còn của nó rất là cao ha, trên 90% này. Ngoài ra thì rắc rối hơn chút là con chia cái chia ra là tiếp A, tiếp B, tiếp C, cái này cũng vậy, tham khảo thêm chứ không. Nói chung là nó cũng tùy đánh giá là dựa vào cái diện tích của cái thất phải còn lại đó. Về cái điều trị thì chúng ta biết là các cái bệnh tim bẩm sinh thì nội khoa thì chỉ có tính chất hỗ trợ thôi, còn chỉ định phẫu thuật thì khi mà trẻ đó nó tiến nặng quá, nó tiến nặng là bởi vì thông thường cái lỗ hồng nhục nó còn thông thương á, cho nên là cái máu từ cái tim bên phải qua tim trái cho nên nó làm cho tim ha. Sửa van nếu mà thất phải chức năng thấy thấy cái thứ nó còn tốt, thay van cũng được. Nếu mà cái thất phải cơ năng mình thấy nó nhỏ thì mình cũng có thể thay van, nếu cái đó van cũng bảo tồn được. Còn nếu mà thiểu sản nặng cái thất phải thì mình phải phẫu thuật là sửa chữa một thất. Sẵn đây cũng nhắc các anh chị về tim bẩm sinh đó, thì ngày nay người ta chia làm các nhóm điều trị chính. Thứ nhất là điều trị sửa chữa hoàn toàn, có nghĩa là người ta nối làm sao mà để cho cái động mạch chủ vô cái thất trái, động mạch phổi vô cái thất phải, người ta mổ mấy lần người hoặc là mổ chục lần cũng được, và miễn sao nối được cái chuyện đó lại với nhau thì người ta gọi là sửa chữa hoàn toàn. Có nghĩa là em bé nó có cuộc sống như người bình thường. Đối với một số trường hợp bệnh tim bẩm sinh nặng, nó không có đầy đủ hai công thức, thì từ năm 1970 thì Phong Tâm đã đề xướng ra cái phương pháp là gọi là phẫu thuật Phong Tâm, là phẫu thuật một thất á, tức là người ta sẽ nối cái tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới vào trong cái động mạch phổi để cho cái tim nó máu đen nó lên phổi, nó lấy oxy thành màu đỏ mới về cái thất còn lại đó, thất còn lại mới bơm máu lên động mạch chủ đi nuôi cơ thể. Thì gọi là sửa chữa một thất. Thì năm 70 thì cái phẫu thuật đó bắt đầu tiến hành, thì tới năm 80 thì cái phẫu thuật nó mới đầu tiến hành nhiều. Thì mới đầu thì người ta thấy là những cái phẫu thuật một thất đó thì em bé nó cũng có cuộc sống được, đi học rồi được. Nhưng mà tới 20 năm sau là khoảng năm 2000 thì người ta thấy là những cái đó các biến chứng nó rất là nhiều, cái biến chứng của nó nhiều, tức là dò động tĩnh mạch phổi rồi bị mất protein rồi rối loạn nhịp vân vân đủ thứ hết. Và hầu như là người ta thấy là sau khoảng 2-3 năm là gần 50% những cái bé đó phải vô danh sách dần cái tim. Cho nên là tới năm 2000 là người ta thấy những cái nhược điểm của nó bắt đầu xuất hiện. Do đó là từ 2000 trở đi là người ta có đề xướng ra một cái cách trung gian giữa một thất và hai thất, đó là phải gọi là sử dụng một thất rưỡi. Một thất rưỡi đó là người ta lấy cái thất chính là bơm máu đỏ đi luôn cơ thể, còn cái tĩnh mạch chủ trên thì nó nối vô động phổi, là theo cái tư thế trọng lực ấy, thì cái máu nó dễ chảy về. Còn cái thất mà nhỏ còn lại thì người ta sẽ dùng cái để bơm cái máu của tĩnh mạch chủ dưới ấy, lên động mạch phổi, thì gọi là sử dụng một thất rưỡi. Do đó thì những cái bệnh một thất rưỡi thì cũng có sử dụng, nếu mà sống lâu nhất thì còn khoảng trong vòng chưa tới 20 năm, nên người ta cũng chưa có biết là cái diễn tiến lâu dài như thế nào ấy, phải chờ chúng ta mới biết. Ví dụ như là trước đây chúng ta mổ tứ chi pha lô chẳng hạn, Việt Nam mình thì bắt đầu mổ từ năm 1992, thì tới bây giờ là nếu mà sống chắc cũng khoảng 25 tuổi, cho nên chúng ta cũng chưa thấy biến chứng nó nhiều, có nhưng mà cũng chưa nhiều. Nhưng mà ở các nước trên thế giới là biến chứng nó nhiều, ví dụ như không có giữ lòng van chẳng hạn thì nó bị giãn thất phải rồi nó gây loạn nhịp, người suy dinh phải hoặc là những cái biến chứng khác, thì sau này người ta có cách khác người ta bảo tồn hoàn toàn. Nhưng mà rõ ràng là cái tứ chi pha lô nếu mà bắt đầu thời điểm bây giờ thì tim mình mới bắt đầu
nhìn ra được là có những cái biến chứng mà ở trên thế giới ta đã ghi nhận rồi. Cái gì phải phải để ý là bệnh tim bẩm sinh mà chúng ta phải theo dõi suốt gần 70 năm chúng ta mới biết là nó còn có cái chuyện gì phía sau nữa không. Ví dụ như là chúng ta nghĩ là mổ chuyển về động mạch từ năm 75 chúng ta bắt đầu mới chuyển hai cái góc đại động mạch qua với nhau, và người ta thấy là cái tiên lượng ngắn hạn là tốt, nhưng mà chưa biết về dài hạn, tại vì dài hạn của nó là nó sẽ chuyển vị trí mạch vành từ cái vị trí này qua vị trí kia, cho nên mà thì người ta nghĩ thứ nhất là bị gập gốc, dễ bị hẹp và cái dòng chảy nó không như xử lý bình thường, nó bị sơ vữa động mạch, thì cái đó là cái mà người ta đang quan tâm tới vấn đề hiện nay. Về chỉ định phẫu thuật thì đối với bệnh F-size thì chúng ta sẽ đã có những cái khuyến cáo ha. Nếu như hạn chế thể lực nào mi ha lớn hơn 2 thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật class 1, hoặc là tăng tỷ lệ tiên lượng nếu mà kích thước tiêm cho lòng người chúng ta chụp trên X-quang trên 65% thì cũng là chỉ định phẫu thuật class 1. Tiếp nặng có nghĩa là độ bao oxy lúc nghỉ nhỏ hơn 90% là chúng ta cũng chỉ định phẫu thuật nhóm 1 ha. Ở van ba lá nặng nhưng mà phải có triệu chứng ha, có triệu chứng thì chúng ta mới phẫu thuật, hoặc là đã có tai biến mạch máu não thoáng qua, hoặc là đã bị tai biến mạch máu não rồi chúng ta chỉ định phẫu thuật, đó là cái chỉ định phẫu thuật nhóm 1. Cái sơ đồ tiếp cận phẫu thuật thì chúng ta phải đánh giá là có thể là tiếp mạch được mổ rồi thành đường hai thấp hay không, hay là chỉ có mổ cái thấp phải chúng ta không có thể hồi phục được thì chúng ta sẽ mổ theo cái đường một thấp, nếu mà cái thấp phải cái thức nó tốt thì chúng ta sẽ mổ theo đường hai thấp nha. Tùy theo nó có tắc nghẽn đường ra của thấp phải hay không, nếu mà có tắc nghẽn đường ra thấp phải nặng thì chúng ta buộc phải mổ lơ lóc ở giai đoạn đầu. Đây là cái những cái bài báo nghiên cứu về cái phẫu thuật bằng F-size ở giai đoạn sơ sinh. Thì ở sơ sinh nếu mà ta coi là cái nó có ổn định hay không, hay là nó bị thiếu oxy máu nặng hay là suy tim nặng thì người ta phải truyền bố saline làm bằng cách tự giảm cái lượng bằng phổi xuống để cho cái máu nó lên phổi được nhiều. Người ta sẽ coi được rằng hẹp động không đủ hành vào phổi là thực thể hay là không được hồi chức năng. Nếu không được hồi chức năng thì người ta sẽ tạm thời ngưng bổ sung vitamin để coi thử là cái khi mà cái kháng lực phổi cải thiện thì nó có bớt hay không, hay là nếu mà khi mà đã ngưng giảm cái bổ sung vitamin rồi mà nó không còn tiến nhiều thì người ta sẽ chuyển cái phẫu thuật. Còn nếu mà không được hồi thực thể thì người ta buộc phải chuyển cái phẫu thuật. Và cái tiếp cận phẫu thuật là nếu mà cái giải phẫu của cái không gian quanh mặt phổi này cái thấp phải nó nhỏ và hở van ba lá nhẹ ta có thể làm lớp lớp và nó sửa bắt đầu nó sửa lại cái van. Nếu mà nó hẹp chung tức là cái động mạch phổi này nó nhỏ quá mà hở van động mạch phổi nhiều phải cũng nhỏ nữa thì thôi lúc này ta bỏ luôn cái phần thấp phải luôn thôi, đi theo đúng một cách luôn. Ok, nếu mà thấp phải mà lớn thì có thể đi theo đường hai thấp. Còn đối với trường hợp mà không có động mạch phổi chức năng, tức là người ta nghĩ là cái động mạch phổi này nó có thể thở ra lại, người ta cũng phải coi tiếp là cái thứ thấp trái nó có bình thường hay không. Nếu mà thấp trái nhỏ thì chắc chắn là phải cái tim phải đã xấu, tim trái cũng xấu theo thì phải ghép tim. Còn nếu mà thấp trái bình thường thì nó đã dựa vào cái vách to lá là ở nhẹ hay ở trung bình hay là ở nặng. Ở nhẹ thì người ta có thể dùng những cái thuốc để giảm mạch ra và làm thêm đau lóc để tăng máu lên. Còn nếu mà nặng nữa thì chúng ta có thể đi theo hướng hồng sách. Vậy là tóm lại chúng ta chỉ có cần vào phòng điều trị chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo hiện nay về phẫu thuật. Thứ nhất là hạn mi ha lớn hơn 2 nha. Thứ hai nữa là tăng chỉ số tiêm ngừa. Thứ ba nữa là em bé nó bị tiến nặng, tức là độ bão là dưới 90%, thở là ta đã nặng mà có triệu chứng thì lúc đó em sẽ mổ ha. Rồi tăng chỉ số tiêm ngừa thì nó là cái nhóm mà chỉ để phẫu thuật ở bệnh nhân bị tiến nặng để khoa.
vài website thì tới đây hết, các chị có thắc mắc gì không?